sẽ hướng dẫn các anh chị import cơ sở dữ liệu vào trong MySQL với trang web Bigby MyAdmin. Rồi, chúng ta sẽ bật Bigby MyAdmin lên. Rồi, ở trang này các anh chị lưu ý ở cấp độ vô cấp localhost, sau đó các anh chị chọn import, sau đó chọn browse đến cái cơ sở dữ liệu mà mình lưu, đó chính là ổ C qua www trong website của mình và trong cái thư mục database mình đã có sẵn cái file là ksop online database, mở nó lên để các anh chị chọn go. Rồi sau đây các anh chị quay qua chọn cơ sở dữ liệu ksop online của mình và coi trong bảng xe. Rồi trong trường ok ha, như vậy bước này chúng ta đã tạo xong cơ sở dữ liệu, dựng xong cơ sở dữ liệu của mình trên SQL server, xin lỗi MySQL ha.